Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo chợ Sóc Trăng, đường Đồng Khởi. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đứng ngay đây là ngã tư đường Đồng Khởi, Nguyễn Văn Chỏi và Mạc Đĩnh Chi. Đây bà con Sóc Trăng còn gọi là Trường Hưng hoặc là Mỹ Phương. Thì trước mặt của mình đó là khu vực chợ đầu mối rau củ quả, ngày xưa là chợ trời. Còn bên đây là đường Mạc Đĩnh Chi, đường đi xuống trường trung học Hoàng Diệu. Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng chợ Sóc Trăng, đường Đồng Khởi nhân những ngày gần Tết Nguyên Đán năm 2022. Thì nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi 7, 8, 90 tuổi sẽ biết đường Đồng Khởi này. Ngày xưa bà con Sóc Trăng thường kêu là đường này là đường hộp cải, đường dãy hộp cải đó quý vị. Thì năm nay á thấy chợ cũng chưa có đông lắm nha quý vị. Có thể là do ảnh hưởng của dịch bệnh á nên chợ không có đông lắm. Thì quý vị nào mà ở Sóc Trăng thì sẽ biết dãy hộp cải rồi. Dãy hộp cải thì chuyên bán những như là hạt giống đó, rồi phân bón nữa. Bây giờ thì vẫn còn bán hạt giống phân bón luôn nha quý vị. Nhưng mà ít hơn. Ngày xưa mà hãy mà muốn mua hạt giống về trồng á hoặc là phân bón đồ là xuống đây nè, xuống đường Đồng Khởi mà phía bên tay trái của mình á là dãy hộp cải đó, là mua đầy đủ hết. Cũng gần tới đưa ông Táo về trời rồi nhưng mà không thấy bà con nào bán cò ba người chạy hết trơn á. Yeah.
Đây nè quý vị, đây là đường Mai Thanh Thế, ngày xưa là chợ gà nằm ở đây nha quý vị. Có một thời gian á, thì chợ gà của mình dời về cuối đường Đồng Khởi này. Đây nè quý vị, đây là khu A nhà lồng chợ bán thủy hải sản. Thì bây giờ đường Đồng Khởi này bán thịt heo rất là nhiều nha quý vị. Ngày xưa thì đường Đồng Khởi này ít có bán thịt heo lắm. Bây giờ thì bà con bán ở đường Đồng Khởi, ở trong nhà lồng chợ vẫn có bán. Thì hôm nào có dịp anh còn sống sẽ đi một vòng nhà lồng chợ cho quý vị xem chơi cho vui. Thì trước mặt của mình đây là đường Nguyễn Huệ nha quý vị, ngã ba Nguyễn Huệ và Đồng Khởi. Đây nè quý vị nhìn nè, trước mặt của mình nè, những cái sạp bán thịt heo nè, quá trời nhiều luôn. Khúc cuối của đường Đồng Khởi đó quý vị, ngay ngã ba của đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ đó, thì bà con bây giờ bán thịt heo rất nhiều. Thank you.
nay đi dạo với quý vị thôi. Cảm nhận cuộc sống không có quay cận cảnh, chỉ là đi xem không khí chợ Sóc Trăng nhân những ngày gần Tết, để cho quý vị thấy đường Đồng Khởi và chợ Sóc Trăng có nhộn nhịp không. Nguyên một cái dãy bên đây luôn là bán thịt heo không. Thì đây trước mặt của mình nè quý vị, ngày xưa có một thời gian chợ gà đó, giờ về khu vực ở đây nè. Đó, bây giờ thì chợ gà giờ về chỗ cũ rồi, ngay ngã tư của Mai Thanh Thế và Nguyễn Du. Đây là cái đường tiếp nối giữa hai nhà lồng chợ. Wow, phía trước có bán cò bay ngựa chạy kìa quý vị. Hồi nãy tưởng không có bán, bây giờ có bán nè. Bán thịt heo quá trời luôn. Cái này mà gần Tết đó quý vị, mua 1 ký, 2 ký vậy đó, để về mình làm một nồi thịt kho hộp vịt để chuẩn bị ăn Tết là tuyệt vời. Còn vài ngày nữa là Tết rồi. Năm nay thì không có 30 nha quý vị, 29 rồi, mùng 1 luôn rồi. Đây là nhà lồng chợ khu C. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khúc ngoài á, ngay đầu Mỹ Phương á, ngay đầu Trần Hưng á, là đông đúc nhất, náo nhiệt nhất luôn á. Ngay đó là quá là nhộn nhịp nè, quý vị nhìn nè, xe vô tấp nập. Rồi, vậy là cảnh nhật cuộc sống đã cùng với quý vị đi dạo một vòng chợ Sóc Trăng nhân những ngày gần Tết Nguyên Đán 2022 đường Đồng Khởi. Thì bây giờ cảnh nhật cuộc sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu thấy hay, nhớ like và share giúp cảnh nhật cuộc sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.